Xin chào tất cả các bạn thân mến, mình là Thỏ Ngọc, cô em gái thân thiết của chị Hằng đây. Hôm nay là rằm trung thu, mình xin phép chị Hằng được xuống hạ dưới ngắm phố phường đấy. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Trung Thu Yêu Thương, phát sóng lúc 18:00 trên kênh BB. Chào ơi, mình háo hức quá đi mất. Các bạn ơi, hãy cùng với mình đi khám phá khu phố Hàng Mã nhé. Thỏ Ngọc đang đứng trước một ra hàng bán đèn ông sao. Nhìn thấy những chiếc đèn này, mình lại nghĩ tới câu hát: chiếc đèn ông sao sáng năm cánh tươi mồng, con cây ra dài, con cầu qua đảo. Thích quá! À, các bạn ơi, đây còn rất nhiều mặt nạ công chúa eo xa nữa này. Chúng thật dễ thương phải không nào? Điểm dừng chân cuối cùng trên khu phố Hàng Mã là cửa hàng bán đèn lồng. Mình thích được rước đèn lồng với các bạn thiếu nhi hạ giờ lắm. Nên mình phải mua một cái thôi. Nhưng có loại đầu hình chú gấu, có loại phát ra nhạc, biết chọn loại nào bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ chọn loại hình Thỏ Ngọc, trông có giống mình không các bạn? Hôm nay Thỏ Ngọc được đi chơi thích quá, đã đến lúc Thỏ Ngọc lại phải về lại cung trăng rồi. Chúc các bạn có một trung thu thật vui, xin chào và hẹn gặp lại.